Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu thứ tư, trận đấu chung kết đầu tiên đối với cặp đôi chim sẻ và he he. Liệu rằng trận đấu này nếu chúng ta giành chiến thắng thì có đánh xe năm hay không? Khả năng cao là không anh em ơi. Nào, đánh, đánh vào đánh. Màn hình máy cái tủ BB trước nào, tôi để màn hình máy BB trước và quân là AC. AC à, hit for thôi Long ơi, mày hô to quá Long ơi. Hit for thôi, có cái gì đâu. Chim sẻ là người cầm phô, ET là của game thủ he he. Vâng, Cam Quyết là người cầm Miyamoto và BB là người cầm AC. Đánh lề gì thôn, không sao cả, bởi hiu gần, bởi hiu to luôn. Miyamoto mà không chậm dân đâu, thấy bãi quả luôn. Không sao, bôi cao sẽ khỏi. Anh em hãy cứ bình tĩnh, đã là cái gì? Đây chỉ là những cái tình huống tăng độ khó trong game thôi. 7% đến từ chim sẻ. Long ơi, 7% đến từ chim sẻ Long ơi. Long ơi, 7% từ chim sẻ. Vâng, thông ơi, có voi rồi, Quýt ơi, có voi rồi. Quýt có voi rồi. 1 2 3 4 5 6 7 hưu luôn. Vâng, ông trời công bằng lắm anh em ạ. Khổ trước sướng sau, chúng ta thua trận đấu đầu tiên và liệu rằng có thắng liên tiếp 3 giây hay không? Quả đầu xấu. Nhưng thưởng nóng ngay một bầy hiệu 7 cộng với một con voi. Nào, đá nhanh bầy hiệu để về bú nào. Bú và bú. Yamato lợi thế quân tuyển. Ép đời tốt, bên mình đều là có những loại quân ép đời tốt. Khi là AC và IA, bên phía đội bạn chỉ mỗi phô của chim sẻ thôi. Nếu chuẩn thì là phô sẽ đánh chém để cho Hitty của game thủ he mắt lồi đánh cung. Vâng, 7% thế quả đầu đến từ chim sẻ người cầm Phonesian, khả năng chắc chắn chậm phải 1 dân rưỡi, thậm chí là 2 dân. Tôi đoán là phải chậm tầm 2 dân. Quýt đang rất nắn nót cái bầy hiêu này. Đây rồi, có hiêu thêm. Khổ trước sướng sau, thế mới giàu. Và liệu rằng trận đấu này chúng ta có giàu thực sự hay không? Tôi cần thêm một bãi quả và thêm một đôi voi nữa dành cho Quýt. Úi dồi ôi, gặp ngay bãi quả. Câu gì được nấy. Đôi voi đâu, bầy hiêu này, mắc binh về đồ này. Đồ khỏe lắm. Đồ là siêu khỏe. Không, nếu đội bạn thua xe này thì chỉ khả năng chỉ là 4 xe thôi. Không có xe đấu thứ 5 đâu, anh em yên tâm đi. Bà Yamato đang có được một đôi voi, một bầy hiêu 7, tạm thời đá được 6 con về trước. Có bãi quả phụ, có bầy hiêu phụ ở dưới 6 giờ. Phụ thuộc rất nhiều vào bài bi bài này. Có thể là Yamato của game thủ BB. À, của game thủ Cam Quyết là bài khỏe. Nhưng một mình Yamato không thể cân được bản đồ này khi có phô và có Hitty. Phonesian có thể thêm đầu chậm dân. Nhưng vào tay chim sẻ với một bài vừa đủ đồ anh vẫn có thể kích 10 sớm. Và bài phô thì cũng đang khá là nhiều loại quân có thể khắc chế được Yamato. Bài là bài bầy hiêu to, bầy hiêu 7 nhưng đang thiếu đồ đến từ game thủ BB. Đây bầy hiêu đây rồi, ok. À không, một con thôi á. Một bầy chứ. Một bầy chứ, hai bầy hiêu rồi. Bài ăn 3 hiêu để lên đời. Bài ăn 3 hiêu để lên đời. Game thủ Cam Quýt đang câu. Ơi hơi xa. Thôi không sao. Không sao. Bôi cao sẽ khỏi. Vâng, có bãi quả và bây giờ đang bú bãi quả. Cố gắng đá một hai con hiêu về. Vâng,
Vâng, bài Yamato của Thủy Cam Quýt đang ép đời là khá tốt bài này. Nếu như bãi quả đầu là đẹp hơn rất và đẹp hơn thì chúng ta sẽ ép đời tốt hơn rất nhiều. Bên kia thì báo về thông tin mừng là game thủ Vết Lớp và game thủ Tí đã vượt qua cặp đôi Vô Thường và No 1 với tỷ số là 3-1 về C. À đâu, 4-1 thì phải chứ, 4-1 thì phải. Vâng, bây giờ cố gắng chơi chết con ngựa giò của He. He He là người cầm Hitty. He He cầm Hitty. Vâng, BB bên này tham lai 28. Bắt đầu ra ruộng. Vâng, người Siran của TVB đã chuẩn bị lên đời và có bánh xe. Màn hình máy game thủ Cam Quýt 26-32. Vâng, chết hai dân ở phía ngoài thôi, không nhiều. Vâng, còn luôn bà Hiêu để bú hoàng, lực khỏe. Vâng, lực ăn hoàng là khỏe, có bà Hiêu nữa. Chưa làm được gì nhà He He cũng như là nhà game thủ chim sẻ khi chưa thấy ai cả. Bên này thì BB vẫn đang cố gắng bo bế nhà cửa, tham gia chỉ là 21 thôi. Đang bắn nhau với con cung tê của chim sẻ, cung tê của Phô. Màn hình máy game thủ Cam Quýt báo về là màu 4 yếu sau tơn này. Có lẽ rằng sẽ chơi yếu được màu 4. Nhưng B phải thủ được nhà cơ. Vâng, bên này thì game thủ BB đang báo về là thủ thoải mái. Cung R không thể công được. Chắc chắn không thể công được khi game thủ Cam Quýt đang đi rất giáp. Cam Quýt đang đi rất giáp vào nhà BA của game thủ chim sẻ người cầm phô thôi. Cung này chỉ là cung phô thôi. Tạm là chúng ta thì có lẽ là đội bạn đang đi. Tôi đang thấy tiếng phủ ở đâu ấy nhở. Nghe thấy tiếng 1-2 tiếng phủ ở đâu. Vâng, như vậy là dường như là có phù đến từ game thủ He He. Nó đông lắm đấy nhá, cung giờ nó đông gấp đôi cung mình. Vâng, bây giờ thì game thủ Cam Quýt đang sổ vào, lạc đà cũng đang siêu đông từ He He. Cam Quýt tham lai là 33, 2L đang bắt đều, hơi đuối vàng, cần thiết nâng cái đầu vàng nào. Vâng, sẽ ném một ít đồ cho game thủ BB để BB có thể sóc đều cung R của mình ra. Cố gắng rỉa lạc đà của game thủ He He. Lạc đà của He chỉ lạc đà Hitty thôi. Vâng, phô và Hitty. Vâng, cặp với ông chim sẻ thì nhiều lúc là cứ vâng chớm lên đời sớm là bắt buộc phải đánh chém ngay. Cam Quýt tham lai vẫn là 31, vẫn đang có tầm 4-5 con chém ở đây đảo. Cung R phô DC đang tụ được là khá đông, đội bạn đang lấy số lượng đi chất lượng. Lùi lại một turn đi, lùi lại đi. Cung R đâu gấp đôi cung R mình. Khả năng là sẽ bị đội bạn đẩy ngược. Màn hình máy game thủ Cam Quýt bỏ qua nhà chim sẻ và quản lại nhà của game thủ He He. Chưa thấy nhà He đâu cả. 3 giờ có phải là nhà của He không? Đây rồi, gặp chấm màu 2. Chấm gì kia, nhà phù của He. Vẫy phát được luôn. Vâng. Cam Quýt vẫn bị phù, nó phù kìa. Vãi He. He đánh khá dị bài này đấy. Kìa, không ken được cây gỗ. Bực thế nhở.
Vâng, thăm lai là 32 dành cho game thủ Cam Quýt. An Hoàng bãi quả này nào. Màn hình máy game thủ BB. Cẩn thận được phía sau có cung R. Vâng, mặt trước có cung R, còn phía sau có ngựa chém. Ô, thằng chim sẻ ăn gỗ ở đây á. Ô, chim sẻ ăn gỗ ở đây à. Bịp à. Màn hình máy game thủ Cam Quýt. Ăn được không? Có ăn được không? Nhưng mặt kia đang cung R của BB bắn ở phía sau. Ăn được không? Vâng, ăn được không? Kia là cung R AC. Vé nhanh nào, vé nhanh nào. Vâng, bây giờ đang bị đi ruộng. Cam Quýt bình tĩnh nha, Cam Quýt bình tĩnh nha, đang thủ nhà. Vâng, He He đã lọt vào nhà của mình. Rõ ràng lúc đấy tôi đã nhìn thấy là vẩy cái BA ra rồi. Nhưng có lẽ là game thủ He nhanh tay hơn. Cam Quýt tham lại chỉ 27 thôi, mất dần tham. Vâng, khó. Tỷ số là 2-2. Chúng ta có sự trận đấu chung kết, có trận đấu chung kết trong trận đấu này.